Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ ạ. Xuất gia gieo duyên trong thời gian bao lâu ạ? Xuất gia gieo duyên bao lâu là do mình muốn xuất gia một tuần hay một tháng hay một năm hay 10 năm là tùy mình nguyện xuất gia trong thời gian bao lâu thì đấy được gọi là xuất gia gieo duyên, là cái xuất gia có thời hạn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An Tuấn. Chánh định có trong chánh niệm không hay chỉ trong bốn tầng thiền mới có chánh định ạ? Niệm thì sẽ sinh ra định. Cái niệm mà nó yếu thì nó không có định. Khi nào cái niệm nó sung mãn thì nó sẽ có định. Vậy thì định có cái mức chuẩn bị định, cận hành định và an chỉ định. Khi nào cái chánh niệm lúc đầu ấy thì nó còn yếu đó, nên là nó chưa có định được. Nên là cái người mới tập thiền như là mình nhận biết hơi thở vào ra thì đấy mới là chánh niệm. Khi nào chánh niệm phải trải qua một thời gian nó thuần thục sung mãn rồi thì nó liên tục rồi thì lúc đấy nó mới đắc định. Khi có định tức là nó phải có cái ấn chứng của định, có cái tướng của định, tức là khi nào mình thấy được những cái nimitta, những cái ánh sáng đấy mới là cái ấn chứng của định ấy, thì lúc đấy mới được gọi là định. Chuẩn bị định, cận hành định và an chỉ định. Định ở trong các tầng thiền là một cái mức định rất là thâm sâu, rất là cao rồi. Nhưng mà để có được những mức định ấy thì cần phải trải qua những cái bước chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là nền tảng, là nhân của chánh định. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn. Thiền tứ đại có thể chứng các tầng thiền hoặc đạo quả không ạ? Có cần thiết phải hành thiền tứ đại không ạ? Thiền tứ đại, có hành được thiền tứ đại mới phân tích ra được các sắc sắc uẩn, mình có phân tích ra được các cái sắc ấy thì mới 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 có thể phá đi được những cái chấp về cái thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Khi mà phân tích ra được thiền tứ đại rồi mới phân tích ra được các cái tâm và tâm sở nương vào các căn này nó sinh khởi, nhất là các tâm dục giới, các cái tiến trình tâm, các cái nội tâm ở mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vậy thì cái quá trình mà hành thiền Vipassana, thiền tuệ bắt buộc phải thành tựu được thiền tứ đại. Có thành tựu được thiền tứ đại mới có thể quán được sắc pháp một cách đầy đủ, và mới có thể quán được danh pháp đầy đủ, mới có thể quán được duyên khởi, và mới có thể thấy được cái tính sinh diệt vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, trên năm uẩn. Vậy thì bắt buộc phải hành thiền tứ đại thì mới đi vào thiền quán được, không hành thiền tứ đại thì không đi qua thiền quán được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ trên Zoom. Con xin sư hướng dẫn cho con cách quán tưởng khi ăn ạ. Vì trong thời gian tu tập ở chùa, khi ăn thì con vừa ăn vừa nghe những trích đoạn kinh trên loa, nên cứ ăn vậy thôi, chứ không có quán tưởng gì cả. Như vậy con có phạm tội không ạ? Quán tưởng là do mình học cái bài quán tưởng tứ vật dụng đây, buổi sáng đi tụng kinh nhé. Quán tưởng về y áo, quán tưởng về chú sứ niêu thất, quán tưởng về vật thực, về thuốc men. Thì khi mà mình tụng kinh đấy là quán trước khi ăn. Còn trong khi ăn mình mà đọc, mình học cho thuộc rồi mình nhẩm lại cái bài đấy, trước khi ăn, trong khi ăn, sau khi ăn mình đều quán được hết. Còn có nhiều cách quán nữa. Mình quán được cái thân này là tứ đại, mình đang ăn thức ăn này nó cũng là tứ đại. Và quán cái thức ăn đấy nó là bất tịnh. Nó là cái thức ăn ở ngoài thì nó thanh tịnh, nhưng mà nó vào trong bụng mình, vào trong miệng mình cái thì nó đã trở thành cái đồ dơ uế rồi. Thì nó xuống dưới bụng mình thì nó lại thành dơ uế hơn, nó chuyển thành phân thì nó hôi thối hơn, ra ngoài rồi không ai dám nhìn nữa. Đấy cũng là cách quán. Quán sao để cho mình không ăn cái thức ăn đấy với cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Mình không ăn với cái tâm tham sân si, mà ăn bằng cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Thì đấy là cách quán. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nghiêm Quang. Con đã hành thiền nhiều năm,
nhưng không thành công theo Alapanasati trong cuốn sách của ngài Upalanda theo truyền thống Pao viết là để đạt được định và thấy limita vào các tầng thiền. Hành giả phải học theo cách theo dõi được hơi thở ý thức, hơi thở như một khái niệm, chẳng hạn đám mây trắng trong tâm chứ không phải xúc chạm vật lý trên cơ thể. Lúc đó tâm hồn, lúc đó tâm luôn biết hơi thở, không cần tới xúc chạm và bắt đầu tạo ra được hình ảnh limita. Hiểu như thế nào thì cứ thực hành như vậy. Mỗi một vị thầy có cái kinh nghiệm của riêng mình, rồi là truyền đạt cái kinh nghiệm ấy, và mỗi một cái thiền sinh sẽ phù hợp với một cái phương pháp của một cái vị thầy khác nhau. Nếu mình mà đọc cái cách hướng dẫn đấy, mình cảm thấy hiểu, mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy phù hợp thì áp dụng thực hành theo. Thế là thực hành làm sao mà nó cũng có thể đắc định được là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom. Dạo gần đây có nhiều chuyện thị phi gây tranh cãi về Phật giáo. Là một Phật tử, chúng con nên làm lơ đi, tập trung pháp học, pháp hành, hay nên lên tiếng giải thích về chánh pháp? Chúng con nên tạo tác thân khẩu ý như thế nào ạ? Những cái thị phi mà nó ở trên mạng xã hội, nó liên quan đến đời, đến đạo, thì thực ra thì đời thời nào nó cũng có những cái chuyện thị phi, chứ không có cái thời nào không có. Khi Đức Phật còn tại thế, trong cái bài kinh Phạm Võng, Trường Bộ Kinh, bài kinh thứ nhất ấy, thì khi ấy Đức Phật và chúng tăng đi trước, có một ngoại đạo và đệ tử ngoại đạo đi sau. Cái vị thầy thì ra hết sức là phỉ báng, công kích Phật, công kích Pháp, công kích Tăng. Còn đệ tử của vị ấy thì tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Thì khi mà Đức Phật trải qua cái quá trình ấy, Đức Phật gọi các vị tỳ kheo đến và Đức Phật nói rằng là các ông chớ thấy người ta công kích, phỉ báng Phật Pháp Tăng, chớ vì vậy mà sinh ra cái sự bất mẫn, bất mãn, chớ vì vậy mà sân hận. Vì khi mà bất mãn sân hận thì sẽ có sự nguy hiểm cho các ông. Đấy là cái thứ nhất. Thì nếu như người ta có cái sự công kích, phỉ báng Phật Pháp Tăng, mình đừng có bị động, xúc chạm Pháp thế gian, tâm ông động, ông sầu, thản nhiên, tự tại như vậy. Thì trong cái khi mà người ta thán thán cũng vậy, mình đừng có thấy người ta tán thán mà sinh ra thích thú, mình cũng phải thản nhiên. Vì cái này ở trong đạo Phật từ ngàn xưa đến giờ vẫn, khi Phật Pháp hưng thịnh nên sẽ có ngoại đạo chống phá, sẽ có ác ma chống phá, sẽ có đời người ta ác cảm, người ta chống phá, sẽ luôn luôn có như thế. Nhưng khi mà Đức Phật và Chư Tăng phát triển nên được cái sự tôn trọng, được cái sự cung kính, được cái sự cúng dường của thế gian rồi, thì ngoại đạo người ta mất chỗ đứng, ngoại đạo người ta bị giảm tổn về danh vọng, về lợi dưỡng, cho nên người ta sân hận, cho nên người ta tìm đủ mọi cách để người ta chống phá, để người ta phỉ báng, để người ta hạ nhục, để người ta làm cho mất uy tín của giáo pháp đi. Người ta tìm đủ mọi mưu kế, tìm đủ mọi kế sách. Rồi có khi, cũng có khi mà Đức Phật và Chư Tăng cũng có thời gian bị mang những cái tiếng xấu, bị mang những cái tiếng oan, bị người ta vu vạ, người ta vu oan, người ta công kích, người ta phỉ báng. Thì lúc ấy Đức Phật chỉ dạy Chư Tăng hãy vào trong thành khất thực, dù có bị người ta phỉ báng khinh thường thì vẫn phải giữ cái sự im lặng, và chỉ mình chỉ lên tiếng khi nào cần lên tiếng, cái có những cái sự thật nó nói ra nhưng mà nó có lợi ích thì hãng nói, có những điều nó nói ra nó chưa đúng thời, nó không hợp, nó không có lợi ích thì mình không nên nói. Vậy thì khi nào nó đúng thời thì mình nên nói. Ví dụ như có những cái trường hợp mà Đức Phật và Chư Tăng bị người ta vu vạ, phỉ báng, làm những cái chuyện xấu xa, thì Đức Phật chỉ bảo Chư Tăng là hãy nói lại,
cũng có lúc Đức Phật nói là hãy nói lại là với cái người vu khống và những cái người ùa theo những cái người phỉ báng ấy, khi chết đều bị đọa vào địa ngục như nhau. Ấy này muốn chỉ nói lại đơn giản như thế thôi, chứ không cần phải tranh co, chứ không cần phải đấu đá, chứ không cần phải tranh cãi thị phi với đời. Hay là có những khi mà bị mắng chửi, bị người ta vu khống, thì Đức Phật cũng chỉ nói là giống như cái người ta ngửa mặt lên trời, người ta rũ bọt đấy, thì cái bọt đấy lại rơi xuống mặt họ nói ra những cái điều xấu xa ấy. Giống như là những người mà người ta mang quà đi tặng người khác mà mình không nhận, thì quà này thuộc về của người ta. Như vậy những cái chuyện thị phi ở trên đời thì bao giờ nó cũng có, nhưng mà người ta sẽ lấy một cái cớ nhỏ nào đấy để người ta công kích những cái chuyện khác. Người ta ở bên trong có khi có những cái một cái tì vết, một cái dấu vết nhỏ, một cái nỗi lầm nào đấy, người ta sẽ lợi dụng vào đấy, người ta khai thác, người ta công kích, người ta phỉ báng lên. Và những cái lúc như vậy mình không nên bị cuốn hút vào những cái trò ấy. Như là mình thấy ở đâu có cái sự ô nhiễm thì mình không nên tham gia. Thấy ở đâu có chiến tranh, ở đâu có những cái sự chiến tranh, khẩu tranh, những cái nơi hỗn loạn như vậy thì mình nên né tránh nó đi. Để mọi chuyện nó sẽ được diễn ra một cách tự nhiên. Cái chuyện gì nó đến rồi nó cũng sẽ đi, rồi nó sẽ tự trở lại bình thường. Không có gì đáng để cho mình phải vì cái chuyện đấy mà mình phải phiền não, vì cái chuyện ấy mà mình phải động tâm, vì cái chuyện ấy mà mình phải bất an, vì cái chuyện ấy mà mình lại phải bị cuốn hút vào những cái chuyện thị phi đó. Mình nên tự tại trước cái thị phi đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Long. Người chết vào lúc đang ngủ thì cận tử nghiệp của họ rơi vào lúc trước khi ngủ hay trong giấc ngủ ạ? Nếu ngủ như vậy thì cận tử nghiệp của họ rơi vào tốt hay xấu ạ? Cái lúc mà người ta chết ý, thì dù người ta đang ngủ hay người ta đang thức, thì cái lúc chết, cái cận tử nghiệp của người ta là một cái nghiệp mà người ta đã, nó đã có cái cận tử nghiệp từ khi mà người ta tạo một cái nghiệp đó, có thể là một cái cực trọng nghiệp. Lúc đấy nó tự động nó trỗi dậy ở cái tâm cận tử ấy, là trỗi dậy ngay trước cái tâm cận tử ấy, nó sẽ có một cái trọng nghiệp, một cái nghiệp nào đó mà mình đã tạo mà nó để lại một cái ấn tượng rất là lớn ở trong tâm. Đó có thể là một thiện nghiệp, đó có thể là một ác nghiệp, hoặc đó có thể là một cái nghiệp mà mình thường xuyên làm, như là cái giọt nước nhỏ nhưng nó tích lũy lâu ngày nó thành cái chum lớn. Như vậy những cái nghiệp nó bình thường nhưng mình làm tạo tác thường xuyên thì nó là cái thường nghiệp. Vậy cho nên là cái người mà cái lúc mà người ta đang ngủ ấy thì người ta không có tạo ra cái nghiệp thiện, nghiệp ác gì cả. Có thể là cái nghiệp mà nó khiến cho vị đó đi tục sinh sẽ là một cái nghiệp mà người ta tạo trước cái thời điểm đấy. Người ta tạo cách đấy 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là có khi là người ta, đó là một cái nghiệp ở trong những kiếp trước nữa, nó cho quả vào cái thời điểm đấy cũng có thể. Chứ không phải là cứ cái lúc đấy người ta, cái cận tử đấy là người ta phải tạo nghiệp trong cái lúc đấy, mà người ta tạo nghiệp trước cái lúc đấy rất lâu rồi nó cũng trổ quả vào thời điểm cận tử được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Người nữ có tánh tuệ, khi không dám liên tưởng đến xác chết và phân tích nó, thì nên hướng đến phân tích điều gì để tâm bất lăng xăng ạ? Người nữ mà có không dám liên hệ đến xác chết là không có tánh tuệ đâu. Người có tánh tuệ thì người ta sẽ quán về sự chết rất là hoan hỷ trong cái sự quán về sự chết ấy. Vì cái niệm về sự chết là một cái pháp
phù hợp với người có tánh tuệ. Người có tánh tuệ thì sẽ quán niệm về sự chết đấy một cách rất là dễ dàng, rất là hoan hỷ thích thú. Thì đấy là người có tánh tham, có tánh sân thì mới không muốn quán về sự chết. Nhưng này người có tánh tham, người tham ái quá, không sợ chết, tham sống sự chết ấy. Vậy thì cái tánh tham như vậy vẫn phải quán về xác chết thì cho nó hết đi. Chỉ có càng tánh tham như vậy càng phải quán về xác chết, phải ép mình niệm về xác chết nhiều, hoặc niệm bộ xương, hoặc quán 32 thể chuộc cho nó hết cái tánh sợ chết đấy đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Sau khi thọ dụng xong món cơm sữa của làng Sujata dâng cúng, Bồ Tát cầm bát thả xuống dòng sông phát nguyện, thì cái bát trôi ngược dòng nước và chìm xuống, chạm vào ba cái bát của chư Phật quá khứ. Long Vương nghe tiếng va chạm liền nói rằng, hôm qua cũng có một vị Phật xuất hiện, hôm nay lại có một vị Phật khác xuất hiện. Tại sao thời gian xuất hiện hai vị Phật là rất lâu mà vị Long Vương này lại nói rằng hôm qua và hôm nay ạ? Mà cái cách nói là hôm qua hôm nay có thể là do người dịch thôi, vì ấy có thể nói là trước kia, hoặc là vị ấy chỉ nói là rồi lại có một vị Phật tiếp theo xuất hiện, chứ cái đây hôm qua hôm nay nó không phải là cái ngày của cõi người, nó cũng không phải là cái ngày của cõi chư thiên. Nên là một cái ngày của cõi chư thiên mà các vị rồng Naga là cõi tứ đại thiên vương một ngày một đêm là bằng 50 năm ở cõi người, mà một vị Phật ra đời cách nhau cả hàng mấy hàng trăm triệu năm, đâu phải là ít được. Vậy nên là cái vị Naga ở đấy để bảo vệ canh giữ các cái bát của các vị Phật, thì các vị ấy nhìn vào cái bát đấy thì biết rằng có một vị Phật chánh đẳng giác sắp ra đời. Đấy, thì các vị đấy chỉ thốt nên những cái cảm hứng của mình như thế thôi. Ồ, lại có một vị Phật tiếp theo đã ra đời, một vị Phật quá khứ đã ra đời, rồi có một vị Phật hiện tại tương lai đã sắp ra đời đây rồi. Thì có thể là nói là quá khứ tương lai, nhưng mà do người ta dịch lại là hôm qua hôm nay vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vương Quốc trên YouTube. Sau một buổi ngồi kiết già, ngày hôm sau mình có nên nghỉ ngơi để các khớp hồi phục, rồi ngày kế tiếp mình tiếp tục ngồi, hay ngày nào cũng phải ngồi liên tục ạ? Không nên nghỉ như vậy. Ngồi kiết già nó đau chân, nó chỉ khi mình xả ra, mình bóp chân một lúc là nó sẽ hết đau, rồi lại ngồi tiếp. Còn nếu như hôm đấy cái chân nó còn đau thì không ngồi kiết già nữa, ngồi hai chân bằng nhau. Mà cái mình ngồi ở đây là mình để mình phát triển cái chánh niệm, rèn luyện cái nội tâm, chứ không phải là mình luyện cái thân, không phải luyện cái xác thân, không phải là luyện cái thân thể để chịu đựng cái sự đau đớn đấy. Mà mình phải tập rèn luyện cái chánh niệm để nó phát triển cái chánh niệm hàng ngày. Còn cái thế ngồi thì ngồi như thế nào cũng được, kết già cũng được. Hôm đấy nó đau chân quá thì ngồi bình thường đi, khỏi cần ngồi kết già, nhưng không nên nghỉ, cứ tiếp tục ngồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Nam. Nhiều nơi hướng dẫn phương pháp thiền Vipassana theo cách quan sát các cảm giác trên thân lần lượt từ đầu xuống chân và ngược lại, chỉ quan sát như chúng là mà không phản ứng gì hết. Phương pháp này có được hướng dẫn trong các pháp môn của chánh pháp không ạ? Cái phương pháp này có thể là cái kinh nghiệm của những vị thiền sư nào đấy. Còn nếu như mà cái pháp để mà quán về thân, về thọ, về tâm, về pháp thì cần phải niệm thân, rồi sau đó đó là những cái pháp về thực hành về thiền chỉ như hơi thở, hay là niệm về xác chết, niệm thân tứ đại. Còn khi niệm thọ thì là nó có thọ sinh ra từ con mắt tiếp xúc với cảnh trần, thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả, tai tiếp xúc âm thanh, mũi tiếp xúc với hương vị, lưỡi tiếp xúc với vị, và thân nó tiếp xúc với một cái gì đó về tứ đại thì nó mới tạo ra những cái cảm thọ.
Và khi mình quán những cái cảm thọ ở trên thân, là khi mà thân mình tiếp xúc với một cái gì đấy, nó phải có sự xúc chạm, có xúc nó mới sinh ra thọ. Thì quán những cái cảm thọ như vậy, nó phải đi cùng với các tâm và tâm sở của nó nữa, thì nó mới đầy đủ hơn. Vậy thì nó có thể nó chỉ là một cái cách tu, và cái cách tu đấy có lẽ là do kinh nghiệm của một vị thầy nào đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Người lạc vô nhân là những người nào ạ? Họ có khả năng chứng thiền và chứng thánh trong hiện tại không ạ? Đã là người vô nhân thì không thể chứng thiền và chứng thánh ở trong hiện tại này được. Cái người vô nhân thì mình có thể dễ nhận biết được, nếu như người đó như là người đó là người đồng tính luyến ái, người nhưng mà cũng người ta là gọi là người nạc, nạc là vì người ta vẫn có nhiều những cái phước phước, cho nên người ta vẫn thọ dụng các cái những cái sự sống lâu mạnh khỏe an vui có sắc đẹp, nhưng mà mỗi cái là người ta không thể tu chứng thiền thông đạo quả trong đời này được. Đấy là có những người vô nhân là những người như vậy, hoặc là khi bị sinh ra người ta bị mù điếc ngọng câm, bị tâm thần bại liệt bẩm sinh từ lúc sinh ra, thì đấy là những người vô nhân do cái phước ở trong quá khứ nó hơi yếu, do cái lúc cái tâm tục sinh của người ta nó quá yếu, đi đầu thai bằng cái tâm quan sát, cho nên là khi sinh ra nó hay bị khiếm khuyết vì cái này hoặc cái khác, và đấy được gọi là cái người vô nhân. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Nam. Phương pháp thiền luyện hơi thở nói riêng và các pháp môn thiền định nói chung có thể giảm lượng thời gian ngủ hay không ạ? Nếu có thì nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu? Con thấy rất nhiều người thiền Vipassana quan sát các cảm giác trên thân họ có thể giảm 2 đến 3 tiếng ngủ mà vẫn cảm thấy khỏe mạnh ạ. Thiền gì nó cũng giảm cái ngủ đi hết, thiền định hay thiền tuệ cũng vậy, vì khi nó vào đến cái trạng thái của cái tâm định tĩnh đấy, nó có cái sự hỷ lạc, có cái sự khinh an, và nó, thân tâm nó có cái sự an lạc định tĩnh như vậy, cho nên là cái thời gian để ngủ nghỉ nó không cần nhiều, ngủ nghỉ một chút để cho thân tâm nó tươi tỉnh lại thôi. Nên là với cái người hành thiền thì trong cái lúc ngồi thiền là thân tâm nó cũng đã được có cái sự nghỉ ngơi rồi, nó có cái sự thảnh thơi, nó có cái sự thư giãn, nó có cái sự an lạc rồi, cho nên cái nhu cầu ngủ nó không nhiều như cái người đi lao động, đi lao động vất về về thân nhiều ấy thì người ta mệt mỏi, lao động về tâm thân tâm nó mệt mỏi, nó bị mất đi nhiều những cái năng lượng, cho nên người ta cần ăn nhiều hơn, người ta cần ngủ nhiều hơn để người ta phục hồi lại cái năng lượng về thân tâm ấy. Còn với người hành thiền thì nó tạo ra những cái năng lượng làm cho thân tâm mình nó nhẹ nhàng khinh an, cho nên là ăn nó sẽ ít đi và ngủ nó cũng sẽ ít đi, nhưng nó không có ảnh hưởng, nó không có đòi hỏi về ăn nhiều, nó không đòi hỏi về ngủ nhiều, và mà nó nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, sức khỏe vẫn tốt. Cho nên là việc người hành thiền thấy mình ngủ ít đi đừng có lo, thấy mình ăn ít ngủ ít đừng có lo, cứ yên tâm và cứ tiếp tục thực hành. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nghĩa Bi Đạt. Con hành thiền được khoảng 1 năm. Gần đây ngồi thiền, con hay bị hôn trầm. Tâm con trống rỗng và không suy nghĩ được gì. Không nhớ tới hơi thở dù đã cố để ý hơi thở và suy nghĩ để quán các pháp. Những lúc như vậy, con mở mắt ra thì tâm con hết bị hôn trầm. Một buổi hành thiền của con được khoảng 30 phút. Con xin sư hướng dẫn cho con cách để khắc phục tình trạng này ạ. Hôn trầm thì mình cần phải niệm về sự chết cho nó kinh cảm lên, cho nó bớt hôn trầm đi. Khi ngồi thì dành ra khoảng 20-30 phút niệm về sự chết, và trong cái cuộc sống hàng ngày mình phải
nghĩ về những cái tác ý suy tư về những cái đọa xứ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là những cái nơi nguy hiểm, để cho mình kinh cảm ghê sợ, thì tự nhiên cái tâm mình nó khởi lên cái sự tinh tấn, thấy cuộc đời là ngắn ngủi, là vô thường, là giả tạo, để cho nó có cái sự gấp rút, thì cái lúc đấy ngồi thiền là nó sẽ tỉnh táo, nó sẽ ít hơn trầm. Còn nếu như mình có cái sự chủ quan, nghĩ rằng việc hành thiền là xa vời, chưa quan trọng, hay là mình không thấy được sự lợi lạc, lợi ích, hay là cái tâm mong cầu, cái tâm hướng đến sự giải thoát nó yếu ớt, hời hợt, thì ngồi nó sẽ hôn trầm. Còn nếu như có cái sự cái ước muốn được giải thoát một cách mạnh mẽ, thì khi ngồi nó sẽ rất là tỉnh táo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bảo. Người đồng tính có được phép xuất gia không và có thể chứng đắc thiền và đạo quả không ạ? Trong luật Đức Phật không cho người đồng tính xuất gia, và người đồng tính có thực hành cũng không chứng được thiền và đạo quả trong cái kiếp sống này. Thì ấy chỉ có thể làm cư sĩ rồi tạo những công đức phước lành, nhờ giữ giới tu tập mà để kiếp sau trở thành một người bình thường không đồng tính thì mới tu giải thoát được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Dạ, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con cách hành thiền tứ đại ạ. Con muốn thực hành theo hướng thần thuần quán, nhưng con chưa hiểu về cách thực hành để nhận biết đặc tính toàn thân ạ. Đắc của thiền tứ đại, nếu mà hành đắc thiền hơi thở rồi thì nó dễ, còn bây giờ bắt đầu mới thực hành thì nó rất là khó. Thì có cái trong 12 đặc tính của thiền tứ đại ấy, thì nó có cái tính đẩy của gió được coi là dễ nhất, và nó là cái pháp khởi đầu cho người thực hành. Thì người ấy ngồi trang nghiêm, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, để ý cái hơi thở đi vào đi ra, trên đỉnh đầu của mình nó có cái nực nó đẩy 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 đẩy, rồi hướng cái tâm lên cái đỉnh đầu đấy, một cái niệm đẩy 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 cho đến khi nào nó bắt được trọn vẹn cái tính đẩy đẩy, rồi mình nan nan nó ra khắp toàn thân. Cách thứ hai là cũng ngồi như thế, nhưng để ý cái hơi thở đi vào đi ra, mình thấy cái bụng của mình nó phồng xẹp lên, nó có cái hơi thở đi vào cái bụng của mình nó phồng lên, hơi thở đi ra nó xẹp xuống, và mình niệm cái tính đẩy ở cái chỗ bụng phồng xẹp ấy. Cho nên là có người người ta quan sát cái phồng xẹp của hơi thở ở đấy, nó chính là thiền tứ đại đấy. Và mình sẽ cũng cứ niệm là đẩy đẩy đẩy, chứ mình không nên niệm là phồng xẹp. Mình thấy được cái đẩy đẩy ở dưới bụng đấy, đấy cũng cũng là cái cách thứ hai để thực hành thiền tứ đại. Và cứ tập như thế cho đến khi nào tâm mình nó nhận biết trọn vẹn được cái lực đẩy ở dưới bụng đấy, là mình lan ra khắp toàn thân. Đấy là cách thứ nhất. Còn khi nào làm được cái đấy đã rồi, hãng học đến cái tiếp theo. Chứ giờ có học những cái tiếp theo thì cũng không áp dụng được. Vậy nên là muốn hành thiền tứ đại thì tập như vậy đi. Một là quan sát cái đẩy trên đỉnh đầu, hai là quan sát cái đẩy đấy ở dưới bụng. Thì đấy là thiền là tứ đại đấy. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Con có tâm muốn làm phước nên đã bạch xin hỗ trợ một vài việc nhỏ với một vị sư. Sau quá trình trao đổi về phương pháp tu, con thấy mình không hợp với vị ấy. Con đường con chọn cần tự thứ lớp chứ không phải con đường đi tắt. Nếu còn luân hồi, con không muốn gặp lại vị ấy nữa. Con sợ bị dẫn đi sai nên con có tâm không muốn hỗ trợ vị đó như đã bạch trước đây nữa. Con phải làm như thế nào để không trổ quả bất thiện ạ? Cái chuyện này thì cũng là cái chuyện rất bình thường. Nếu như mà mình hộ độ cho một cái vị nào đó, đến một cái lúc nào đó mà mình cảm thấy nó không còn hoan hỷ nữa, thì lúc ấy mình chỉ cần tác bạch với, trước kia mình đã từng tác bạch với vị đấy rồi, xin hộ độ sư cái này cái kia, thì bây giờ mình chỉ phải có xin rút lại cái lời hứa, cái lời tác bạch đấy. Còn mình chưa có cái lời hứa, chưa có lời tác bạch gì, thì thôi, thì mình chỉ cần nói là từ nay đi con không hộ độ được cho sư, sư tự tìm vị khác hộ độ, hoặc tự lo cho bản thân mình. Thôi còn nếu như mình thân cận vị nào mà mình cảm thấy những bất thiện nó khởi lên, mà những cái giới định tuệ, những cái thiện tâm nó không sinh khởi,
mà nó sinh khởi đến những tâm bất thiện thì mình cần phải tránh né, cần phải tránh xa. Đó là chuyện rất bình thường, rất tự nhiên, không có đáng lo sợ. Còn mình thân cận mà mình cứ tạo, cứ khởi lên những cái bất thiện thì không nên thân cận, mà mình nên tránh xa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Con gặp khó khăn trong việc niệm hơi thở. Khi tới bước niệm ba giai đoạn đầu, giữa, cuối thì có đôi lúc khi hơi thở trở lên vi tế khiến con khó nhận biết được, hoặc có khi nó quá ngắn khiến con không kịp theo dõi các giai đoạn. Con xin sư cho con lời khuyên ạ. Khi nào mình phải hành tuần tự, cái đấy là cái khó nhất. Đầu tiên là phải biết hơi thở vào, hơi thở ra, rồi hơi thở nó vào nhanh ra nhanh mình cũng biết, nó vào chậm ra chậm mình cũng biết. Rồi bắt đầu mới biết đến toàn thân hơi thở, thì mình biết hai giai đoạn, bắt đầu đi vào và kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, kết thúc đi ra. Khi nó đã quen rồi, nó thuần thục rồi, thì mình sẽ biết đến ba giai đoạn, bắt đầu đi vào, đang đi vào, kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, đang ra, kết thúc đi ra. Vậy mình phải tập tuần tự, chứ mình bỏ qua những cái dễ, mình thực hành ngay đến cái khó thì nó sẽ khó. Khi nó đã thuần thục rồi, kể cả cái hơi thở đó nó rất là vi tế, nó rất là ngắn, nó vẫn mình vẫn quan sát được đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Do tâm chưa tinh tế, chưa thuần thục thì nó không thấy, chứ nó khi thuần thục rồi nó vẫn thấy, nó vẫn cảm nhận được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Minh. Trong kinh điển có nói về hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú là như thế nào ạ? Hiện tại lạc trú là cái sự hỷ lạc, cái sự an lạc mà mình có thể trú được ở nó ngay trong cái đời sống hiện tại này. Đó là một cái người đã chứng đắc được sơ thiền. Và khi vị ấy trú ở trong sơ thiền thì được gọi là hiện tại lạc trú. Vì đó là một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, hoặc là nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền. Vậy thì cái người nào mà cứ chứng đắc được các tầng thiền, thiền hiệp thế hay thiền siêu thế gì, thì đó cũng đều là hiện tại lạc trú. Tức là mình trú trong cái trạng thái thuần nhất thọ lạc, đó là tam thiền chẳng hạn. Có thể trú vào một cái trạng thái nó thuần là lạc không, thì đó là trạng thái của tam thiền. Hoặc là mình trú vào trạng thái hỷ lạc, đó là trạng thái của sơ thiền. Nhị thiền thì nó có trạng thái là hỷ lạc, còn tam thiền là trạng thái thuần thọ lạc, còn tứ thiền là trạng thái của một cái cũng là trạng thái của an lạc, mà nó là thọ xả, trạng thái thuần thọ xả, nhưng đó cũng là một cái trạng thái hiện tại lạc trú, vì nó không có khổ, vì nó không có sầu bi ưu não, vì nó không có triền cái, vì nó an lạc tự tại, cho nên được gọi là các tầng thiền ấy được gọi là hiện tại lạc trú. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Minh. Dục lạc và lạc do ly dục sanh có gì giống và khác nhau ạ? Dục lạc là những cái lạc mà cái các căn của mình nó tiếp xúc với cảnh trần, ví dụ con mắt mình nó thích với cảnh đẹp để nó sinh ra cái hoan hỷ, ưa thích, tham đắm với những cái cảnh ấy. Tai chạy theo âm thanh, mũi theo hương, lưỡi theo vị ngon, thân theo những cái xúc chạm, chạy theo những cái năm dục của giác quan, thì đấy được gọi là dục lạc. Thì những cái lạc ấy nó là vui trước khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Những cái lạc này nó giống như là con chó gặm khúc xương, nó không thỏa mãn, càng cắn càng gặm thì nó càng đói. Thế vậy mình chạy theo những cái lạc này nó không thỏa mãn, mà càng chạy theo mình sẽ càng bất an khổ đau. Những cái lạc ấy nó giống như con quạ tha mồi, một con cắp được miếng thịt thì trăm ngàn con khác nó nên nó mổ. Như vậy những cái lạc thú ở trên đời là nguyên nhân của chiến tranh, những cái dục lạc ấy ở trên đời là nguyên nhân của tranh giành, của chiếm đoạt, của cướp đoạt, của tàn sát, của sát hại nhau để tranh giành những cái lạc ấy. Vì những cái lạc ấy là mình phải đi tìm kiếm ở bên ngoài, chứ nó không có sẵn ở bên trong, cho nên là nó phải đấu đá, tranh giành, chém giết, tàn sát lẫn nhau. Cho nên những cái lạc ấy nó có nhiều nguy hiểm, càng chạy theo cái lạc ấy càng bất an.
người nào càng có nhiều cái nạc ấy, người ta phải luôn luôn có người canh gác bảo vệ, thậm chí người ta còn có cái thủ xa giặc gần cũng vì những cái nạc ấy, cho nên là chạy theo cái nạc ấy là khổ. Còn những cái nạc do ni dục, nạc do mình quay lưng với năm dục kia, mình trở về bên trong, mình tu tập mà thực hành thiền chỉ quán, thì cái nạc đấy là cái nạc gọi là ni dục sinh. Cái nạc này nó không phải đấu đá, không phải tranh giành với ai, mà mình an trú bao nhiêu cũng được, bao lâu cũng được, nó không có sự tổn hại, nó không có sự nguy hiểm, nó không có sự tranh giành, nó không có cái sự hơn thua như ở ngoài. Cho nên cái nạc ni dục là cái nạc hạnh phúc, là nạc cao thượng, là cái nạc mà Đức Phật khuyến khích, khuyến hóa mọi người nên hướng đến, và Đức Phật nên luôn khuyên mọi người tránh xa cái dục lạc bên ngoài, mà mình có thể an trú ở cái trạng thái ni dục, cái trạng thái lạc do ni dục sinh thì bao nhiêu cũng được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Duy Anh. Một người bị xoang hoặc ngạt một bên mũi, họ có thể cảm nhận hơi thở chỉ qua một bên mũi còn lại được không ạ? Được, có thể quan sát hơi thở một bên mũi cũng được, và đừng quan tâm nó là bên nào hết. Mình quan sát nó vừa vừa thôi, đừng đừng có chi tiết quá, đừng cụ thể quá, đừng rõ ràng quá, đừng chăm chú quá. Chỉ biết nó là hơi thở trước cửa mũi thôi, chứ không cần biết nó bên trái hay bên phải. Như thế thì thấy nó vừa vừa như vậy, nó an ổn hơn. Chăm chú chi tiết rõ ràng quá nó căng thẳng, nó căng thẳng quá nó bị động tâm không tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trọng Nghĩa. Trong đạo Phật các pháp là vô ngã, trong bản thân ta không có cái tôi nào, vậy thì cái gì chìm trong luân hồi rồi được tái sanh ạ? Cái mà gọi là vô ngã, đây là một cái trí tuệ nhận ra cái sự vô ngã ấy. Còn với một cái người mà nhận ra được cái vô ngã ấy rồi thì không còn đi luân hồi tái sanh nữa. Còn cái người mà còn đi luân hồi tái sanh là mình chưa nhận ra cái vô ngã đấy, mà mình tưởng là ngã. Tức là cái người đấy, cái thân này là đất, nước, lửa, gió, nhưng mình lại coi là đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên là cái đấy được gọi là mình có sự chấp trước, có sự tham ái, có sự chấp thủ về cái thân này, cho cái thân năm uẩn này là tự ngã của mình. Cho nên mới bị đi luân hồi. Đi luân hồi là do có vô minh, có cái tham ái, có cái chấp thủ về cái thân này. Vậy cái đi luân hồi đấy chính là cái chấp thủ, cái vô minh, cái tham ái nó đi luân hồi. Còn khi nào mình chấm dứt được cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ ấy, nó chuyển thành trí tuệ giác ngộ, thì lúc đấy nó chấm dứt cái luân hồi tái sinh, nó không còn nên luân hồi tái sinh nữa. Thì nó chỉ khác nhau ở cái khái niệm ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn. Vào lúc cận tự nghiệp thì nên hướng tâm như thế nào để không rơi vào cảnh xấu, hay chú tâm vào đề mục hơi thở cho tới lúc ra đi ạ? Chú tâm vào cái gì mà mình hàng ngày, cái tâm của mình nó chú ở cái gì nhiều nhất thì lúc chết mình chú tâm vào cái đấy dễ nhất. Hàng ngày mình hành thiền hơi thở nhiều, nó quá thuần thục với hơi thở rồi thì lúc chết chú tâm hơi thở. Hàng ngày mà mình niệm ân Đức Phật thì lúc chết mình chú tâm vào ân Đức Phật ấy. Hàng ngày mà mình quán về sự chết thì lúc chết mình chú tâm về cái quan niệm về sự chết ấy. Hàng ngày mình nghe pháp, ngồi thiền hay làm việc gì đấy nhiều thì lúc chết mình cứ chú vào một cái thiện pháp, một thiện nghiệp, một cái tâm thiện nào đấy là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương một pháp phẩm không thể có được có đoạn như sau: sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một phụ nữ có thể làm bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được một phụ nữ có thể là một vị chuyển luân vương.
Sự kiện này không xảy ra, này các tỳ kheo, không có được. Một phụ nữ có thể là một vị đế thích Saka, là ác ma, là phạm thiên. Một số người có quan điểm rằng Phật giáo bình đẳng, nhưng lại thiên vị ở người nữ, không thể đạt được những thành tựu lớn trong Phật đạo Pháp. Xin sư từ bi giảng giải rõ cho chúng con về vấn đề này ạ. Thì cái lẽ dĩ nhiên nó là như vậy. Thân nữ và thân nam nó có cái sự khác biệt lẫn nhau. Như khi một vị mà đã là một vị Bồ Tát được thọ ký rồi, vị ấy là một cái bậc tuệ sĩ thực hành các Bồ Tát hạnh. Từ ấy đi vị ấy đã không mang thân nữ nữa, mà vị ấy chỉ làm thân nam. Vì thân nam nó thích hợp hơn đối với những cái sự trí tuệ, nó thích hợp hơn với cái sự tinh tấn, nó thích hợp hơn với những cái sự dũng mãnh. Cho nên là thân nam ấy thì ấy mới có thể làm Phật chánh đẳng giác. Vì thân người nữ sẽ có những cái gọi là cái sự mềm yếu của người nữ. Người nữ sẽ có những cái bị ràng buộc bởi những cái tình cảm của người nữ, bị ràng buộc bởi những cái ô nhiễm của người nữ. Cho nên người nữ khó có thể làm được những cái việc khó làm như người nam. Thì đấy nó cũng là có cái sự khác nhau như vậy. Nên là bị thân nam thì sẽ dễ dàng làm được những cái việc ấy. Như vua trời đế thích thì cũng là thân nam. Chuyển luôn thánh vương cũng phải là thân nam. Và rất là nhiều những cái phận sự khác nó phù hợp với thân nam, hay là các cõi phạm thiên. Thì tất cả những cái vị ở đã một cái người mà dù là người nữ thực hành những pháp thiền chỉ quán ở đời này, khi mà sinh về cõi phạm thiên cũng sẽ trở thành người nam, không còn là thân nữ nữa. Vì vậy nên là ở các cõi phạm thiên chỉ có duy nhất thân nam, không có thân nữ. Chỉ có cõi dục giới mới có nam nữ, còn cõi sắc giới, vô sắc giới. Cõi sắc giới thì chỉ có thân nam, không còn thân nữ nữa. Còn cõi vô sắc thì nó không có thân, nó chỉ có tâm. Thì càng ở cái mức độ cao hơn thì càng vắng bóng người nữ là vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online trên YouTube. Có phải vì lòng yêu thương, bi mẫn, lớn lao nên Đức Phật chấp nhận cho đi vợ con và cả bộ phận cơ thể không ạ? Khi tu thiền, tâm thiện, thiện phát triển khiến ta thương người, chấp nhận hy sinh để giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Cái sự bố thí ấy là cái sự buông xả, là cái sự xả thí. Xả thí thì cũng có cái, đấy là cái sự buông xả về sự dính mắc. Một cái việc một vị Bồ Tát làm được những việc khó nào, là có những cái mà người ta khó có thể buông xả được, nhưng mà một vị ấy muốn có được cái trí tuệ vô thượng thì vị ấy phải buông xả được cả những cái khó nhất. Đó là buông xả được cả những cái tài vợ con nhà cửa, cả những cái mà người ta dính mắc nhất, tham ái nhất, trói chặt nhất. Vậy thì cái mà nó dính mắc nhất đó chính là con cái, đó là vợ con, đó là nhà cửa của mình. Mà vị ấy có thể buông xả, có thể xả thí, có thể bố thí được thì không có cái gì khác mà vị ấy không bố thí được. Đến thân mạng vị ấy cũng bố thí được. Và đến ngay cả những cái mắt tai, mũi lưỡi của mình cũng có thể bố thí được. Chính vì vậy vị ấy sau này mới trở thành một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới có thể bố thí được những cái pháp bất tử cho đời. Đấy là cái nhân để vị ấy đạt được cái trí tuệ cao tột cùng, đạt được cái trí tuệ toàn giác. Thì bắt buộc vị Bồ Tát phải trải qua những quá trình bố thí được những cái vật khó bố thí nhất. Năm pháp đại xả thí là vậy. Phải bố thí được năm cái khó nhất trên đời đấy. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Một người nam đồng tính, nhưng vị đó không có những đặc điểm bề ngoài như người đồng tính, như trau chuốt,
ẻo lả hay thích tám chuyện, thì vị đó có xuất gia được không ạ? Nếu vị đó không được xuất gia mà tâm tha thiết cầu giải thoát, cũng như tâm vị đó không muốn ở đời nữa, thì thời vị đó nên làm như thế nào ạ? Vị đó vẫn không được xuất gia, vì có xuất gia nó cũng không thành tín, mà nó trở thành ăn trộm tăng tướng, mạo phạm vào cái giới ăn trộm tăng tướng đấy, nó lại mắc tội ra, thì vị ấy có thể tập sự xuất gia thôi. Nhờ là vị ấy đến chùa để tập sự tu giữ tám giới hay mười giới cũng được, và cũng có thể thực hành giới định tuệ như một người xuất gia, vẫn ở những cái thất, vẫn học pháp và vẫn có thể thực hành giới định tuệ như mọi người được, thì có những cái môi trường tu sẽ chấp nhận cho vị ấy đến để làm một hành giả, làm một thiền sinh để tu tâm như vậy, chỉ có thể như thế được thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tùng. Trên đỉnh núi Lưu Thiếu, Đức Phật đã thuyết bài kinh gì ạ? Trên đỉnh núi Ninh Thiếu, Đức Phật thuyết nhiều bài kinh, thì bây giờ cứ đọc lại trong tạng kinh ấy, bài kinh nào mà chả có cái thời, là cái thời gian mà Đức Phật thuyết, là cái thời nào, xứ là nơi chốn ở đâu, chủ chúng pháp đấy, sáu cái nhân thành tựu một cái thời kinh đấy, thời đấy là vào một thủa nọ đấy, và ở cái nơi nào đấy, thì Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh đấy. Đấy là mình đang nói theo cái kinh điển Nikaya, kinh Nguyên Thủy. Còn những kinh phát triển sau này thì không bàn đến, mình không học kinh đấy, không hành theo những kinh phát triển, cho nên là sư không đề cập đến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phượng. Con là mẹ của bé gái 4 tuổi, con có tâm nguyện cho cháu xuất gia. Cháu còn nhỏ như vậy, có đủ điều kiện xuất gia không ạ? Cháu có cần sự cho phép của bố mẹ cháu nữa không ạ? 4 tuổi thì còn quá nhỏ, chưa xuất gia được. Khi nào phải thêm 10 năm nữa, lớn lên có bé nó tự quyết định. Và lúc đấy thì cũng vẫn cần phải được bố mẹ đồng ý thì mới được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Kim Ngân. Theo như con tìm hiểu, thì ăn trứng gà trống, không trống thì không phạm giới sát. Trứng gà được nuôi công nghiệp. Có một lần con thử soi đèn vào quả trứng gà công nghiệp mua từ siêu thị, thì con có thấy các dấu hiệu có trống giống như các chỉ dẫn trên mạng. Tuy nhiên con vẫn không chắc về dấu hiệu nhận biết có trống trên mạng, nên con sinh ra nghi ngờ không biết là số trứng đó có trống hay không. Trong trường hợp này, nếu con thọ dụng số trứng ấy thì con có phạm giới sát không ạ? Trường hợp 2, nếu có người mua trứng chỉ để thọ dụng ăn vì sức khỏe và họ không hay biết về vấn đề trứng có trống hay không nên không sinh nghi, thì trong trường hợp này sử dụng trứng có phạm giới sát sanh không ạ? Khi mà mình đã nghi rồi thì thôi, đã nghi rồi thì không dùng nữa, và mình chưa biết rõ ràng thì cũng không nên dùng, vì những cái đấy nó liên quan đến giới sát sinh thì mình cũng phải thận trọng. Khi nào mình biết đó là một chúng sinh và nó có sự sống, mình khởi lên cái ý cố tình sát hại nó và nó đã bị sát hại do sự cố ý của mình, thì lúc đấy mình sẽ phạm giới. Còn nếu như mình không biết rằng nó có phải là chúng sinh hay không, người không biết thì không phạm. Còn nếu như mình biết đó là một chúng sinh mà cố tình sát sinh thì phạm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Duy Tiến. Trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về, thì có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không ạ? Không nên tin vào cái chuyện đó. Cái mộng nó không thật, nó chỉ là giả thôi. Nên là người chết rồi người ta cũng đi sinh về cõi nào đấy mình cũng không biết được. Do cái tình cảm, do cái lưu luyến, do cái thao thức, do cái nhung nhớ, nó sinh ra những cái mơ mộng. Cho nên là
tốt nhất là mình coi cái việc sinh tử là cái chuyện lẽ thường tình, là cái sự vô thường, ai cũng có sinh có tử hết. Thế mà nhà mình có người chết thì mình luôn luôn nghĩ đến cái chết của mình, chắc chắn ta cũng sẽ chết 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 chết, cứ niệm như vậy cho nó thản nhiên với sự chết thì nó sẽ coi chuyện sống chết là bình thường, nó đỡ thương nhớ thì nó đỡ mơ mộng. Dạ con thưa sư, hiện còn hai câu hỏi của một hành giả, liệu mình có tiếp tục không ạ? Con hỏi nốt cho hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Thế nào là tâm co rút, tâm vượt trội ạ? Tâm co rút là khi cái tâm của mình nó co rút lại, như là nó thấy nguy hiểm của tâm tham thì nó không khởi lên tâm tham nữa, nó co lại. Khi nó thấy nguy hiểm của tâm sân thì nó không sân hận nữa. Thì đấy là nó là cái tâm gọi là mình nhàm chán một cái gì đó thì là nó sẽ co rút lại. Như là trước kia thì mình hướng đến tham dục tầm sân tầm hại tầm, vì mình có những cái tà tư duy, vì mình có những cái tác ý, cái phi như lý tác ý, tác ý nó là bất tịnh mà mình lại tác ý nó là tịnh, cho nên sinh ra tâm tham. Còn bây giờ mình tác ý cái gì nó cũng là bất tịnh, là vô thường, là vô ngã, cho nên là nó nhàm chán đi. Vậy là nó co rút lại, nó không khởi lên những cái tâm tham sân si ấy nữa thôi. Thế là tâm co rút, còn tâm gì nữa? Dạ, tâm vượt trội ạ. Tâm vượt trội là khi mà cái tâm của mình nó chú vào một cái gì đó nó mạnh mẽ đi. Như là khi mình tích cực một cái gì đó, mình tinh tấn, và cái tinh tấn nó khởi lên thường xuyên, thế là nó mạnh lên. Như cái tâm ước muốn của mình ước muốn được giải thoát giác ngộ, mình ước cái nguyện, khi mà cái nguyện vọng của mình nó cứ mạnh lên dần dần, thế là cái tâm ấy dần dần nó yếu nhưng sau đó nó mạnh lên. Cái đức tin của mình cũng vậy, lúc đầu tiên thì nó yếu sau đó nó sẽ mạnh lên. Và tất cả những cái tâm khác vậy, khi mà mình cứ hướng đến cái tâm gì nhiều thì cái tâm đấy nó sẽ mạnh đi, thì đấy nó gọi là cái tâm nó vượt trội đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Ý nghĩa Phật xả thọ hành là gì ạ? Xả thọ hành ở đây là lúc ấy Đức Phật thuận theo cái lẽ vô thường, là nếu như Đức Phật muốn thì Đức Phật có thể sống đến đại kiếp, hay là hết cái đại kiếp, tức là hết cái tuổi, Đức Phật có thể kéo dài cái tuổi thọ quá cái tuổi thọ của con người. Nếu Đức Phật muốn dùng cái tứ thần túc của mình thì Đức Phật có thể làm cho cái tuổi thọ đó kéo dài hơn cái tuổi thọ bình thường. Nhưng mà Đức Phật không cần thiết phải như thế, Đức Phật cũng thuận theo cái lẽ vô thường, đó là đến khi mà cái tuổi thọ nó hết thì Ngài cũng để thuận theo cái lẽ tự nhiên, đó là nhập Niết Bàn, vô dư y, chứ không cần phải kéo dài thêm tuổi thọ nữa. Thì Đức Phật buông xả với cái thọ hành ấy, tức là chấp nhận thuận theo cái lẽ vô thường, có sinh thì có diệt. Đức Phật không dùng cái ý muốn của mình, không dùng cái năng lực tứ như ý túc của mình để kéo dài thêm tuổi thọ nữa, nên được gọi là Đức Phật xả thọ hành. Dạ, con thưa sư, hiện đã hết các câu hỏi trong ngày hôm nay rồi ạ. Để chúng hồi hương. Idamme punyam asavakkhadam vaham hotu. Idamme punyam nibbanassa paccayo hotu. Mama punya pagam sabba sabthanam pachemi te sabbe medhammam punyapagam napantu. Sadhu, sadhu, sadhu.